Chắc không xa đâu, đuổi theo thôi nào. Chu đại ca, tôi cũng muốn đi. Đừng nói ba bánh, tôi còn có thể sửa được xe bốn bánh đó. Tôi chạy nhanh hết mức rồi đó. Hi hi, năm nay là năm của tôi đó. Nhiều ái hoa, cô có thể ăn ít hơn không? Mặc nhiều như vậy, trách sao lại chạy chậm như vậy? Chắc chắn rồi, chạy nhanh hơn nhiều. Tôi muốn ngừng làm việc đó. Nhanh thêm một chút nữa là bắt kịp rồi. Đừng cắn tôi. Tôi chơi rất nhiều game đua xe đó. Tôi thấy anh ta, nhanh lên, đuổi theo anh ta. Không, đợi tôi với. Giờ anh không thể chạy trốn được đâu. Nói đi, anh là ai? Chu Đại Hải, hãy nhớ rằng mọi người sẽ bị trừng phạt theo cách riêng của họ. Anh không cần quan tâm tôi là ai. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Không sao đâu, chúng ta sẽ đến quận báo án trước đã. Bạn đang xem kênh Mây Chơi Game rất.